xin chào cả nhà hôm nay thì trong cái chuyến đi săn hải lan ở rừng nguyên sinh của tỉnh con tum thì bà con có hái về được một cái lô lan kiều à, đặc biệt là cái lô này là nó à, đang nụ nha à, đa phần đang nụ về anh em có thể là chơi ngắm hoa luôn mọi người xem là những cái voi nụ nó đang nhú ra này. À, rồi đây xem nè giống lan kiều là một cái giống lan rất dễ thuần dễ hoa và đặc biệt là hoa cực kỳ đẹp luôn nên là à, một trong số những cái loại lan được à, cực kỳ nhiều anh em yêu thích lan rừng à, thích sưu tầm à, về bởi vì trong cái cây này chúng ta thứ nhất là chơi hoa đẹp mà thứ hai dễ thuần dễ chăm sóc nữa à, ghép phù hợp với mọi loại giá thể luôn trồng than vỏ thông hay ghép à, gỗ lũa gì cũng đều đẹp hết và đặc biệt trong cái mùa này thì đang nụ nên là về mọi người có thể được ngắm hoa luôn không cần phải chờ đợi lâu mọi người nhé à cái lô hôm nay mới về thì là cái lô rơi vào cái dịp mà cây nó đang ra nụ ra hoa nên là mọi người có thể thấy là cái cây đợt này nó hơi khô căng tí nên mà về anh em chơi hoa xong thì khi đó những cái măng mầm mùa mới nó lên thì đó nó sẽ xanh tươi mơn mởn cực kỳ mọi người nha à, chơi lan rừng vào cái dịp mùa khô này thì thì chịu khó về anh em chăm thêm ha à, cái đặc tính của cây lan kiều nó vậy mọi người rồi và em đã chia ra thành đây thành các phần mỗi phần giá trăm ngàn thôi một cái mức giá rất rẻ để anh em có thể là sưu tầm phí ship tầm 30 mươi ngàn nữa mọi người nha anh em mua thì cứ nhắn vào à, hoặc là liên hệ với em 0384 750 258 rồi giá cứ cứ mỗi một hình có đánh số thứ tự thì trăm ngàn một hình và ship tầm 30 000 nữa nha bây giờ em sẽ quay cụ thể lần lượt từng hình thì mọi người thích mô hình nào thì cứ liên hệ với em ha À, rồi mọi người xem thông tin ở trên em để trên tiêu đề à, hình số 1 đây thì có giá là 100.000 đúng không ạ về mọi người thích trồng một giò lớn hoặc là hai ba bốn giò cũng được à. Rồi hình số 1 100 nè. Tiếp theo hình số 2. Một nói chung là mùa này cây nó cũng đang bắt đầu đang nụ Nhưng mà có cây đang nụ hoặc có cây về thời gian nữa anh em sẽ có nụ nụ ngắm ha. Hình số 2 đây, giá 100 000 Thì cũng đang nụ nè, đây mọi người xem. Đó, nụ nè. nói chung là mùa này về ngắm hoa Cái kiều này thì cây nó từ rừng về Chưa sổ hoa nên là em chưa biết chính xác cái mặt hoa ra sao Về có thể là ra kiều vàng hoặc mở ga hoặc kiều cam vậy đó. đó Nói chung là toàn là những cái mặt hoa kiều đẹp thôi rồi hình số 3 Đấy. Ăn nụ mọi người Nhìn cái vòi hoa này Chi chít đã chưa Đấy. Lá này Lá một kiểu lá tròn to Lá mít nó giận lắm đây, hoa này đã chưa đấy cây nói trong mấy cái cây này dài nó dài nó rất khỏe đó, mọi người nên là mức độ hoa ra sẽ rất nhiều nhìn nó vẻ khô căng nhưng mà cái mùa mùa hoa ở rừng cái mùa khô vậy là những cây này là cũng thuộc vào cái hàng đẹp lắm rồi mọi người nha và anh em cố gắng chăm cho hoa xong là cái mùa xuân nó lên mầm đó, nó sẽ xanh tươi mơn mận hơn rất nhiều rồi, hình số 4 cũng 100 ngàn mọi người nha cho 100 ngàn à, thả hồ trồng sau, số 5, số 5 năm này 2 giờ thôi nhưng mà được cái là hai giờ to ha đây mọi người à, đang nụ nè vòi hoa đã chưa à, đây dê này cũng đang nụ nè à, thân nè lá đẹp nè rồi 2 giờ số 5 rất là to cũng chỉ có 100 trăm ngàn thôi mọi người nha dê mất giá rất rẻ để anh em có thể sưu tâm hình số 6 đây à, đấy. Đấy, rồi rồi anh em uh, sưu tầm nhớ liên hệ mọi người nha 0384 750 258 đại rồi giá là chưa bao gồm phí chuyển phí chuyển tầm 30 ngàn do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng anh em uh, siêu tầm thì nhớ nhắn vào tiktok uh, nhắn vào uh, số điện thoại 0384 750 258 số điện thoại zalo em để trên tiêu đề mọi người nhé uh, rồi anh em kiểm tra hàng trước khi nhận đúng hàng như anh em đặt thì anh em thanh toán nhận hàng là được xin chào và hẹn gặp lại cả nhà